tất cả mọi người, mình là Trà My đến từ công ty Vietstarmark. Hôm nay mình đang đứng ở đây tại phim trường TVC đầu xuân của Vietstarmark. Xin mời mọi người xem bối cảnh. Và cái khó của TVC này của chúng ta chính là những bức gương này. Bởi vì khi quay các bạn nhìn lên, nhìn thấy không gương và máy quay. Và đấy là điểm khó của setup của bối cảnh ngày hôm nay ạ. Quay TVC thì mình rất là cần có một cái ekip mà mọi người tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái, cái không khí quay nó sẽ giống như kiểu là động lực cho mình ấy. Thì mọi người làm điều đấy rất là tuyệt vời. Và luôn luôn được mọi người động viên này, chăm sóc này, cho uống nước liên tục này. Rồi thiếu cái gì là sẽ được mua cái đấy, như là trong chân là các bạn mua dép ngay cho mình. Đấy thì nói chung là rất là xúc động và cảm ơn tất cả mọi người trong ekip ngày hôm nay. Nếu như mọi người có nhu cầu muốn làm TVC hay bất cứ phim sản xuất nào, hãy nhớ đến Vietstarmark chúng tôi nhé. Xin chào tất cả mọi người.